Chào mừng các bạn đến với chuỗi video dạy viết content thôi miên trên Facebook dành cho các bạn đang bán hàng online. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc thách đấu giữa hai content của bạn Phạm Yến và content của bạn Nguyễn Thúy, xem content của bạn nào viết hay hơn nhá. Và chúng ta sẽ học được những bài học rất hay từ những content này. Bạn Phạm Yến, đây. Tại sao phải yêu thương khách hàng như anh chị em ruột? Nếu chúng ta bán hàng mà không có khách hàng hoặc mua một lần không bao giờ quay trở lại thì việc kinh doanh chúng ta sẽ rất tồi tệ, không có thu nhập, đúng không cả nhà? Ngay bây giờ mời cả nhà cùng đọc với Yến câu chuyện khá hay này nhé. Cô nhân viên bán xe và nông dân nghèo, để cùng nhau suy ngẫm nhé. Vào buổi trưa dưới trời nắng gắt, có một lão nông dân mặc chiếc áo lót đẫm mồ hôi, cơ thể bốc mùi khó chịu đi vào một cửa hàng bán ô tô sang trọng. Lão nông dân vừa bước vào thì một cô nhân viên xinh đẹp lịch sự tiến đến với nói: "Chào chú, cháu có thể giúp gì cho chú?" Lão nông nhìn cô gái với vẻ ngại ngùng: "À, không cần đâu. Chỉ là bên ngoài trời nóng bức quá nên tôi vào đây, tôi sẽ lập tức đi ngay." Cô nhân viên nghe xong mỉm cười thân thiện: "Hay dạ, hôm nay trời thực sự nóng. Dự báo thời tiết đến 20 độ, đến 32 độ. Thế này đi ngoài đường sao mà chịu được, chú ngồi xuống đây nghỉ ngơi, để cháu đi rót cho chú ly nước nhé." Lão nông từ chối: "Thôi thôi, tôi đứng dậy được rồi. Tôi làm ruộng quần áo không được sạch sẽ đâu, làm sẽ bẩn ghế của cô." Cô nhân viên vừa rót nước vừa cười: "Không sao đâu chú, ghế là để cho khách ngồi mà. Nếu không thì nó để làm gì ạ?" Uống xong ly trà mát, lão nông ngắm nhìn xung quanh rồi đứng dậy một vòng đi xem các loại xe tải. Lúc này cô nhân viên lại bước tới: "Chú xem ạ, để cháu giúp chú." Lão nông vội vàng nói: "Không cần, không cần, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có tiền đâu, với lại tôi làm ruộng thì cũng chưa cần đến loại xe này." Cô nhân viên: "Không, không sao cả, lần này có cơ hội, chú có thể mua tụi cháu giới thiệu mà." Thế là cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu các tính năng, giá cả của từng loại xe cho các ông lão. Ngay khi nghe xong, lão phú nông đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một tờ và đưa cho cô gái: "Thật ra tôi tới đây để mua xe. Trong tờ giấy này là nội dung tôi ghi lại số lượng xe và yêu cầu mà tôi cần. Cô xử lý giúp tôi." Cô gái nhìn lão nông có phần khó hiểu. Cô nhận tờ giấy và kinh ngạc vì một lần mà ông đã đặt đến 8 chiếc xe tải. Cô vội vã nói: "Đợi cháu một chút, vì hiện tại quản lý cháu không có cửa hàng. Với lượng xe lớn như thế này, chú cần đợi quản lý về để ký hợp đồng, cũng như chú thử xe." Lão nông lúc này nhẹ nhàng nói: "Ồ, không cần tìm người quản lý đâu, tôi vốn làm ruộng, vì cùng người ta đầu tư vận chuyển thực phẩm nên phải mua một số xe tải. Thế nhưng tôi không phải người trong nghề. Mua xe thì đơn giản nhưng lo nhất là dịch vụ hậu mãi và bảo hành sửa chữa. Thằng con của tôi mới chỉ cho tôi dùng cách vụng về lóng ngóng như thế này, thử dò xét xét công ty ô tô. Mấy ngày nay tôi đi tới mấy cửa hàng rồi, chỗ nào tôi cũng mặc cái áo lót latex này. Đồng thời khi tỏ ra không có tiền mua xe thì lại bị đối thủ rất là lạnh nhạt. Nhưng chỉ công ty của cô đã cho tôi thấy một sự khác biệt. Dù biết tôi không phải khách hàng của công ty nhưng vẫn đón tiếp giới thiệu dịch vụ của mình. Điều này càng cho thấy công ty đã biết cách để khiến những người không mới thân thiết trở thành khách hàng của mình, biết đến dịch vụ công ty mình. Đó thực sự là điều rất đáng trân quý. Với một người bình thường mà như vậy thì phục vụ khách hàng thực sự sẽ tốt." Câu chuyện sau đây giúp chúng ta thấy được cô gái nhân viên nhờ sự ân cần niềm nở vui vẻ, không xem thường người khác, cô ấy đã được một khách hàng vô cùng lớn. Còn đối với chúng ta, những chị em đang kinh doanh online thì cần những điều gì để có được khách hàng và giữ nhân khách hàng? Một số điều mà Yến rút được từ công việc bán hàng đó là phải yêu thương khách hàng như anh chị em ruột thịt. Yến xin chia sẻ với chị em: một là hãy bán cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, rồi chấm chấm. Hai là khi bán hàng thì bạn phải là một người sử dụng sản phẩm, yêu thương sản phẩm, rồi ba là có chế độ chăm sóc, rồi đây là điều cơ bản Yến rút ra trong thời gian qua kinh doanh của mình. Hy vọng chấm chấm chấm, hy vọng chấm chấm. Ok, hãy xem tiêu đề của bạn ấy nào. Tại sao mà phải yêu thương khách hàng như anh chị em ruột thịt? Thì cái tiêu đề này, cái phần mở bài này nó cũng không khớp lắm với câu chuyện này. Câu chuyện này nó sẽ cái tiêu đề này nó sẽ phù hợp hơn với cái việc là gì ạ? Là tiêu đề này: tại sao phải yêu thương khách hàng như anh chị em ruột thịt? Tiêu đề này nó phù hợp hơn với cái việc là chúng ta bán được hàng rồi và chúng ta thể hiện tình yêu thương, sự chăm sóc, sự trách nhiệm với người mà chúng ta bán hàng. Đó, còn để mà cái câu chuyện này nó phù hợp hơn thì chúng ta phải thay đổi cái tiêu đề lên một chút thôi. Cái bài này rất là hay rồi, thay mỗi cái tiêu đề thôi. Tiêu đề ở đây nói đến cái sự gì ạ? Nói đến sự đạo đức. Bởi vì đây là cái hành vi ứng xử của con người với con người. Tiêu đề có thể là gì ạ? Có đức mặc sức mà ăn. Là áp dụng triết lý, áp dụng châm ngôn có đức mặc sức mà ăn vào kinh doanh thành công như thế nào. Đấy. Sau đó dẫn một vài câu sau đó
thì vào cái nội dung câu chuyện này thì rất là hay, đúng không nhỉ? Ok, chúc mừng Yến vì bài của Yến thay mỗi tiêu đề thôi là hay rồi. Bây giờ đến bạn gì ạ? Bạn Nguyễn Thúy đúng không? Đó, Nguyễn Thúy đâu rồi? Đây rồi, Nguyễn Thúy. Ai có sẵn lòng biết ơn sẽ luôn hạnh phúc đủ đầy. Đó là câu nói trong cuốn sách The Magic. Thật đúng như vậy, trong cuộc sống này có vô vàn những điều tốt đẹp đã đến với tôi và tôi thực sự biết ơn điều đó. Con biết ơn cha mẹ chấm chấm này, em biết ơn anh chấm chấm này, mẹ biết ơn các con chấm chấm này, cảm ơn tất cả những người thân chấm chấm này, cảm ơn toàn cảm ơn. Chắc vì mình đã thực thi lòng biết ơn hàng ngày nên mình muốn cuộc sống của mình luôn hàng ngày tuyệt vời, và nó thực sự đã đến tuyệt vời như vậy. Có rất nhiều điều tốt đẹp đến với Thúy mỗi ngày. Có một số trường hợp trong rất nhiều tình huống xảy ra, Thúy sẽ kể cho mọi người nghe. Bình thường khi mình đang bày bán hàng rất ít người hỏi, nhưng khi mình thực thi lòng biết ơn ngày số 5 trên 28 lột xác với lòng biết ơn thì có nhiều thứ tuyệt vời đã đến. Dì là người đã biết mình nhưng đã 15 năm chưa gặp lại, vậy mà khi mình thực thi lòng biết ơn, dì nhắn tin và gọi điện chuyện rất nhiều, sau đó dì hỏi mình về sản phẩm đang phân phối và đặt hàng để sử dụng. Trường hợp khác là ok, bạn ấy kể ra cái câu chuyện. Đấy, các bạn thấy lần đầu tiên, điều đầu tiên không phải là mình quảng cáo sản phẩm tốt thu hút, mà ấn tượng đầu tiên là vì mình có sẵn lòng biết ơn. Khi mình có sẵn lòng biết ơn với cuộc sống thì mình sẽ có sự hạnh phúc đủ đầy. Biết ơn sức khỏe thì sẽ có. Ok, thì cái bài này thì mình hãy viết chi tiết hơn là ứng dụng bí mật của lòng biết ơn vào tăng doanh số, đột phá kinh doanh online như thế nào. Đó, thì mình sẽ tách được những cái phần trên này đi. Những cái phần trên này thì nó đã khiến mình đuổi đi rất nhiều cái khách hàng tiềm năng, người đầu tiềm năng của mình rồi. Bởi vì người ta tưởng là đây là mình cứ viết cho nội bộ, viết cho mình thôi, chứ không có cái giá trị cho người ta, đúng không nhỉ? Nên là cái bài này ý tưởng thì tốt, nhưng nội dung thì cần phải có sự thay đổi. Đó là phải tập trung vào cái đối tượng là kinh doanh online đi, thì nó phù hợp với rất người này. Đó là gì ạ? Áp dụng bí mật của lòng biết ơn vào thành công đột phá trong kinh doanh online. Đó, thì bắt đầu luôn là gì ạ? Đây là một trong những cái từ khóa mà tôi được học trong cuốn sách The Magic chấm chấm và tham gia cái hành trình đó của thầy Dự, đúng không nhỉ? Và tôi là một nhân chứng kết quả cho điều này. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện như sau. Xong kể ra, sau đến kể xong rồi thì nói là gì ạ? Và cá nhân tôi đã đúc kết ra được là 8 điều, là 12 điều bạn cần phải làm để áp dụng lòng biết ơn vào đột phá thành công kinh doanh online như sau. Một điều, hai điều, ba gì đấy. Đó, thì viết như thế chứ, đúng không nhỉ? Ý tưởng nội dung thì tốt, nhưng cách triển khai thì cũng hơi bị lệch lạc một xíu thôi. Không sao cả, này là tốt, tốt hơn, tốt quá rồi. Cái này là thầy Dự đang so cái tiêu chuẩn của bạn ấy với tiêu chuẩn của những cái bạn khác đang rất là tốt rồi. Còn nếu mà cái bài này, content này so với những bạn nào chưa từng học content của thầy Dự, chưa được kèm của thầy Dự thì đây vẫn là một content rất là xuất sắc. À, 140 là like này này, 3 là share đây này. Thấy không? Rất nhiều comment chứ là chuyện bình thường. Ok. Phạm Yến, em sẽ được 8 điểm. Và bạn Nguyễn Thúy sẽ được 7.0. Nguyễn Thúy. Ok. Video chữa bài sẽ có và ngày mai trên kênh YouTube Am Hàn Quang Dự nhá. Các bạn vào YouTube tìm là Hàn Quang Dự thượng thấy. Ok. Rồi, nếu các bạn nào muốn thầy Dự kèm cặp đồng hành với bạn trong cả một năm luôn để giúp bạn đột phá kinh doanh online, chứ không chỉ đơn giản là đột phá các kỹ năng, đột phá cả công việc kinh doanh online luôn, thì bạn liên hệ chủ động với thầy Dự để được phỏng vấn vào nhóm kèm một năm, nhóm nữ chiến binh siêu đẳng nha. Hai bước để bạn nhận bài học miễn phí tự động mỗi ngày. Bước số 1, bạn vào Facebook, bạn tìm kiếm Hán Quang Dự và bạn click vào thêm bạn bè, click vào nút răng cưa, ấn vào chữ đang theo dõi và để chế độ xem đầu tiên. Bước số 2, bạn vào YouTube của bạn. Sau đó bạn cũng tìm kiếm Hán Quang Dự. Ấn vào nút đăng ký để biểu tượng nút chuông cho tất cả.
và chào mừng bạn xem những video bài học kế tiếp của thầy Hán Quang Dự.